Đau lưng, tay cột sống, đau kéo xuống hai chân thì bấm huyệt gì, xin bác sĩ chỉ dùm. Có một cách rất đơn giản để chữa đau lưng, tay cột sống, đau kéo xuống hai chân. À, kể cả những người đau lưng, đau cột sống cấp, không cúi ngửa được, không co duỗi được người thì có thể dùng cách này. Thì ở giữa ngón út và ngón đeo nhẫn thì có một cái khe, mình vuốt thẳng lên chỗ nào mắc thì đấy là một điểm. Và điểm thứ hai, đấy là giữa ngón giữa và ngón trỏ, mình cũng rút từ dưới lên. Mắc chỗ nào thì đấy là chỗ mà mình cần phải day vào. Thì day vào đây, day từ 2-4 phút, day lên, day xuống, day trái sang phải, day vòng tròn, day nhẹ nhẹ vào đây từ 2-4 phút. Làm cả hai tay, làm cả hai tay. Làm đi làm lại từ 3-6 lần. Thì sau đấy thì bạn có thể quay thử, cúi ngửa thử cái lưng của mình xem nó nhẹ đi hay chưa. Tiếp đến, chúng ta làm thêm một cái động tác nữa. Đấy là nắm hai nắm đấm vào như này. Cho tay ra sau lưng và mình tìm cái chỗ nào mà cơ của mình nó co, nó đau, mỏi. Mình day vào đấy, day từ trên xuống dưới, day nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Chỗ nào cơ co, đau, mỏi nhiều thì chúng ta day nhiều. Làm từ 5 đến 10 phút thì làm cho cái tuần hoàn nó tăng lên, làm cho cái nuôi dưỡng của cơ, gân, khớp, dây chằng đấy được tốt hơn. Thì dần dần các cái thoái hóa đốt sống sẽ được cải thiện và chứng đau mỏi lưng rồi đau mỏi xuống hai chân sẽ được giảm đi. Chúc các bạn thành công. Hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin về sức khỏe bạn nhé.